Các mẹ biết không, khi mà bác sĩ đã chỉ định là chúng ta sẽ để mổ thì cái nỗi lo nó vẫn cứ tăng lên theo thời gian, theo tâm lý của mình, và đến ngày mai mà có đẻ rồi ấy, thì đến lúc trước khi vào mà bác sĩ làm thủ thuật ấy, thì chúng ta vẫn cảm thấy lo âu. Thế thì mẹ Thanh Mai sẽ giải thích để cho các mẹ yên tâm. Thứ nhất là trước khi mà bác sĩ tiến hành cái ca phẫu thuật cho các mẹ thì bao giờ bác sĩ cũng sẽ kiểm tra trước về cái sự thích nghi của mình đối với cái chất gây tê, để làm sao đấy biết được rằng là cái cơ thể của mình có bị dị ứng với cái chất đó không. Tại vì xác suất những người mà bị dị ứng là cũng có ạ. Cái thứ hai nữa đó là cái cơ thể của mình ấy, khi mà bác sĩ lựa chọn mà gây tê ngoài màng cứng hay là gây tê tủy sống ấy, có những mẹ mà bị đau dạ dày chẳng hạn này, hay là bị dị ứng với những cái thuốc uống mà giảm đau toàn thân, thì chắc chắn là cái giải pháp gây tê ngoài tủy sống hay là gây tê màng cứng là sự lựa chọn tốt nhất. Tại vì là chỉ gây tê có một phần thôi. Khi mà các bác sĩ chỉ định ấy, thì nó sẽ có một cái là cái lúc mà chúng ta gây tê tủy sống thì bác sĩ sẽ dùng một cái đường ống, mình chỉ cảm nhận được là và đâm vào lưng phía sau này này. Thế sau đó nó có cái ống gì đó và mình cảm thấy cái cơ thể của mình một nửa người phía dưới không có cảm giác gì cả. Đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. Khi mà mổ xong rồi ấy, thuốc nó sẽ giảm dần đi, thì chúng ta sẽ có khoảng từ 4 đến 6 tiếng chúng ta sẽ ngủ. Trong 48 giờ đầu tiên sau hậu phẫu ấy thì là đau đớn nhất, thì chúng ta vẫn còn cái ống mà bác sĩ gây tê ngoài màng cứng nè, bác sĩ sẽ truyền tiếp một loại thuốc nữa để gây tê ngoài tủy sống của chúng ta, thì lúc đấy là cái thuốc đấy nó sẽ làm cho mình giảm đau có thể nó đến 80%. Đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm thì bắt đầu vết mổ nó cũng đã se lại và đã phục hồi rồi. Thì lúc đó ví dụ như mẹ nào vẫn còn đau thì bác sĩ có thể là cho thêm thuốc ngậm hay là efferegan, hay là ví dụ như mẹ Mai thì cũng còn phải dùng cả thuốc đút hậu môn nữa, tại vì cái cơn đau tử cung của mình ấy, nó kéo rất là dài, đau buốt đến tận đầu ngón chân cơ. Khi mà hết cái thuốc hỗ trợ trong vòng 48 giờ đến ngày thứ ba là các mẹ đi lại rất là tốt và không đau gì cả. Nếu mà chúng ta được chỉ định hay là lựa chọn sinh mổ thì cái việc mà cái tình cảm của mẹ, cái sức khỏe của mẹ được thoải mái, được yêu thương ấy, thì chúng ta cũng sẽ yêu thương được con mình, và cái giây phút mà con chào đời nó rất là hạnh phúc, chúng ta không có cơn đau nào cả. Một trong những cái điều đặc biệt mẹ Mai phải chia sẻ cũng như phải nhắc các mẹ đấy chính là cái việc mà chúng ta để mổ theo chỉ định của bác sĩ là gây tê ngoài màng cứng hay là gây tê tủy sống ấy, nó cùng một công thức như nhau thôi. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng ở đây là tay nghề của các bác sĩ. Ví dụ như là các bác sĩ ở tuyến viện đầu ngành như là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì chắc chắn là tay nghề phải vững chắc hơn rồi. Tại vì các bác sĩ là những người mà được học những cái phương pháp này đầu tiên khi mà trên thế giới chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Thế còn ở các cái nơi khác thì có những bác sĩ họ rất là cẩn thận, họ cũng sẽ kiểm tra về ví dụ như là cái chỉ số dị ứng này, hay là chỉ số tương thích với những cái thuốc mà gây tê hay là gây mê dành cho các sản phụ, vì cơ thể của mỗi người khác nhau, mà có những người họ dị ứng, họ không chuyển hóa được, họ không phù hợp thì nó đã trở thành nguy hiểm. Và do vậy mà đối với ngày mai thì cứ bệnh viện tuyến đầu với những cái bác sĩ tay nghề tốt mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Thế còn nếu như mà mình không có may mắn được ở gần những cái nơi mà tốt nhất để chăm sóc sức khỏe thai sản cho mẹ bầu ấy, thì chúng ta cũng cần có kiến thức hiểu biết. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì cũng có những cái thông tin rất là mở để cho chúng ta có thể hỏi và nhận được sự tư vấn từ các bác sĩ, mà tại sao chúng ta không làm điều đó, đúng không ạ? Thế còn đâu là điều quan trọng nhất thì các mẹ vẫn phải lắng nghe cơ thể mình, hiểu biết và có thể chia sẻ rất là cụ thể với chính những bác sĩ mà sẽ giúp cho các mẹ những cái thủ thuật đó, để làm sao đấy sức khỏe của mình quan trọng nhất, với cái sự phối hợp cùng các bác sĩ sao cho hợp lý và tốt nhất.